Chiêm nghiệm bảy sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Cuộc đời Đức Mẹ Maria là cuộc đời có trăm nghìn đau khổ nối tiếp nhau kể ra không hết. Tước hiệu Đức Bà Sầu Bi, Our Lady of Sorrow, phần nào nói lên lòng thương cảm và tôn kính của Kitô hữu đối với Đức Bà Maria. Lòng tôn kính này phổ biến rộng rãi từ thế kỷ 12 để Kitô hữu có thể chiêm nghiệm sự đau khổ của Đức Mẹ một cách cụ thể. Họ thánh chọn bảy sự thương khó tiêu biểu gắn liền với lịch sử cứu độ của Đức Giêsu để chiêm nghiệm. Đức Mẹ đã hứa với thánh nữ Brigitta sẽ ban bảy ơn cho những ai tôn kính và truyền bá lòng tôn sùng Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ sẽ ban bình an cho gia đình chúng. Mẹ sẽ soi sáng cho chúng hiểu những mầu nhiệm thánh. Mẹ sẽ an ủi chúng trong cơn đau khổ và đồng hành với chúng trong công việc chúng làm. Mẹ sẽ ban những ơn như chúng sinh. Nếu những ơn ấy không trái với thánh ý Chúa hoặc ban ơn thánh hóa tâm hồn chúng, Mẹ sẽ bảo vệ chúng trong trận chiến thiêng liêng với kẻ thù quả ngục. Mẹ sẽ gìn giữ chúng mọi lúc trong đời chúng. Mẹ sẽ trợ giúp chúng cách hữu hình trong giờ lâm tử. Chúng sẽ được thấy nhan thánh mẹ. Mẹ đã xin con thánh mẹ ơn này là những ai truyền bá lòng tôn sùng những giọt lệ và đau thương của mẹ. Chúng sẽ được đưa thẳng từ đời này lên hưởng phúc muôn đời. Vì tội lỗi chúng sẽ được tha thứ hết. Mẹ và Chúa con sẽ là niềm vui và an ủi của chúng muôn đời. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con em tươi áo mẹ tự nhân. Thế nhiên thì ngắm ông Thánh Sê-rô nói tiên tri cùng Đức Mẹ. Khi ông Thánh Sê-rô ẩm kính đi Chúa Giê-xu thì nói cùng Đức Mẹ rằng: Con Đức Mẹ ngày sau nên như bia băng cùng như dao thác thâu qua lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ nghe lời làm vậy thì trọn đời những nhớ liên và lo buồn đau đớn như phải dao sát thâu qua lòng vậy. Khi ngẫm xưa ấy thì nguyện một kính lễ cha, một kính kinh mừng, một kính sáng danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nhớ những sự thương khó Đức Chúa Giê-xu như Đức Mẹ thờ xưa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và không có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Không sợ ba thù, con em tươi áo mẹ tự nhân. Thứ hai thì ngẫm Đức Mẹ đem xác của Chúa Giêsu trốn sang nước Ai Cập. Khi thánh thiên thần báo tin cho Đức Mẹ rằng vua Hê-rô-đê đi tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì Đức Mẹ đem con sang nước Ê-díp-tô mà người thương con còn non nớt mới sinh và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vẫy. Khi gặp sự ấy thì nguyện một kính lễ cha, một kính kính mừng, một kính sáng danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chớ làm sự gì trái nghịch cùng mất lòng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria, để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và không có và đời đời chẳng cùng. Amen. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con em tươi áo mẹ từ nhân. Thứ ba thì ngẫm Đức Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ mà Đức Mẹ tìm kiếm người ba ngày. Khi Đức Mẹ đem con đi lễ đền thờ thành Jerusalem mà khi về lạc mất con, thì Đức Mẹ những thức thâu đêm than thở khóc lóc và lo buồn đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi gặp sư ấy được nguyện một kính lạy cha, một kính kính mừng, một kính sáng dân, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con chưa còn đi đàn tội lỗi mà bỏ mất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu nữa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, đi Cha trị đơn, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria, để phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và không có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con em tươi áo mẹ từ nhân. Thứ bốn thì ngẫm Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu đang qua cây thánh giá. Khi Đức Mẹ theo con, khi đi chịu chết thì thấy con phát thánh giá lên núi Calvario, nhiều lần ngã xuống đất mà vẫn giữ đạp dậy dục đi cho trong. Thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi gặp sự ấy thì nguyện một kính lạy cha, một kính kinh mừng, một kính sáng dân, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được phát thánh giá theo Đức Chúa Giêsu, ấy là thế theo ý mình, một theo ý Đức Chúa Giêsu liền. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, đi Cha trị đơn, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria, để phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và không có và đời đời chẳng cùng. Amen. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con em tươi áo mẹ từ nhân. Thứ năm thì ngẫm Đức Mẹ đến kề thánh giá Đức Chúa Giêsu là con rất yêu dấu khi trúc linh hồn. Khi Đức Mẹ thấy con treo trên cây thánh giá, phán ra bảy lời như trôi của trọng để cho mẹ, đoạn thì gục đầu xuống giá Đức Mẹ mà xin thì. Thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy. Khi ngẫm sự ấy thì nguyện một kính lạy cha, một kính kính mừng, một kính sáng danh, xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được nghe mấy lời trọng ấy như của châu bao cha trói cho con và giữ trong lòng chúng con cho đến trọn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, đi Cha trị đơn, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen.
Kính mừng Maria đẹp, Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người mẹ biết, và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và không có, và đời chẳng cùng. Amen. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con nét dưới áo mẹ tự nhân. Từ sau thì gặm hai môn đệ hạ xa cho Chúa Giêsu mà trao cho Đức Mẹ ẩm kính. Khi ông Thánh Giuse của ông Thánh Nicodemo thao đăng và đem xa cho Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ. Khi hay Đức Mẹ giơ hai tay lên con đỡ lấy xác con, đến khi đã được thì ẩm vào lòng, đón áp mặt xuống trên đầu con, chẳng quản những gai nhọn ở đầu con thâu vào mặt mẹ, mà mặt mẹ thì chan chứa những máu con dính vào, mặt con thì đầm đìa những nước mắt mẹ chảy xuống. Ai suy cho được sự trong lòng Đức Mẹ bây giờ, thương xót khóc lóc thảm thiết đau đớn khôn cùng là thế nào? Đón lấy khăn trắng mà liệm xác con thì lòng Đức Mẹ đau đớn như dao sắc thâu qua lòng đứt ruột ra vậy. Khi ngắm sư ấy thì nguyện một kính lạy Cha, một kính kinh mừng, một kính sang danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được ăn năn lo buồn ghét tội, vì làm cho Đức Chúa Giêsu chịu chết là vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị đến, Đức Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria đẹp, Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người mẹ biết, và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và không có, và đời chẳng cùng. Amen. Không sợ ba thù, con nét dưới áo mẹ tự nhân. Thứ bảy thì gặm môn đệ tan xa cho Chúa Giêsu vào nguyệt Nam ơi. Thứ bảy thì gặm khi cất xa cho Chúa Giêsu mà tản trong hang ra, đoạn lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang, thì lòng Đức Mẹ đau đớn thảm thiết như chết mà chôn trong một mồ cùng con vậy. Vì khi chưa còn thấy xác con mà còn đau đớn giường ấy, phương chi bây giờ chẳng còn thấy con nữa, thì lòng Đức Mẹ rất khổ cực đau đớn là giường nào, như gươm xác đau qua lòng Đức Mẹ vậy. Khi ẩm sự ấy thì nguyện một kính lạy Cha, một kính kinh mừng, một kính sang danh. Xin Đức Mẹ cầu cho chúng con được bỏ đàn tội lỗi và đi đàn các nhân đức, cho được chết là một cùng Đức Chúa Giêsu. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả sáng, Đức Cha trị đến, Đức Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi suy dữ. Amen. Kính mừng Maria đẹp, Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người mẹ biết, và Giêsu con hồng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và không có, và đời chẳng cùng. Amen. Ôi Maria, ôi mẹ từ bi lân tuôn, không sợ ba thù, con nét dưới áo mẹ tự nhân. Lạy ơi Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết,
thì đã hợp như lời ông Thánh Simeon nói rằng có bà ngày sau nên như gươm băng và gươm sắt sẽ đông qua lòng bà, thì chúng con xin cho được kinh bảy sự thương khó rất thánh Đức Bà cho liên. Xin Đức Bà cầu cho chúng con được ích bởi ngâm bảy sự thương khó ấy mà ra, cùng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết vì chúng con, cho ngày sau được hẳn sông bằng trị là một cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. À.